Không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể tương ưng như vậy, đó là đệ nhất tương ưng với không này xá lợi tử đại bồ tát ấy nhờ tương ưng với không như vậy nên không rơi vào địa vị thanh văn độc giác giáo hóa làm cho hữu tình được thành tựu trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề này xá lợi tử trong những sự tương ưng của các đại bồ tát thì sự tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa là đệ nhất rất tôn quý rất thù thắng tối thượng tối diệu tối cao là vô thượng trên vô thượng thượng là vô đẳng vô đẳng đẳng. Vì sao? Này xá lợi tử vì tương ưng với Bát nhã Ba la mật đa như vậy, tức là tương ưng với không là tương ưng với vô tướng, là tương ưng với vô nguyện. Này xá lợi tử đại bồ tát khi tương ưng với Bát nhã Ba la mật đa như vậy. Nên biết rằng đã được thọ ký Bồ đề hoặc gần được thọ ký này xá lợi tử đại bồ tát ấy nhờ tương ưng này mà có thể làm lợi ích rất lớn cho vô lượng vô số hữu tình này xá lợi tử đại bồ tát ấy không nghĩ rằng ta tương ưng với bát nhã ba la mật đa không nghĩ rằng ta đã được thọ ký hoặc gần được thọ ký bồ đề không nghĩ rằng ta có thể làm trang nghiêm thanh tịnh cõi phật ta có thể giáo hóa làm cho hữu tình được thành tựu không nghĩ rằng ta sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề truyền diệu pháp luân độ vô lượng chúng sanh vì sao này xá lợi tử đại bồ tát ấy không thấy có pháp lìa pháp giới không thấy pháp giới lìa các pháp hữu không thấy có pháp có thể tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy có pháp được phật thọ ký không thấy có pháp đắc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không thấy có pháp có thể làm trang nghiêm thanh tịnh cõi phật không thấy có pháp có thể giáo hóa hữu tình được thành tựu vì sao này xá lợi từ vì các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa hoàn toàn không sanh vọng tưởng về hữu tình ấy vì sao vì các hữu tình hoàn toàn không sanh không diệt, đã hoàn toàn không sanh không diệt rồi thì làm sao có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Các hữu tình không sanh không diệt như vậy thì các pháp cũng thế. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy không thấy hữu tình và các pháp sanh nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì không thấy hữu tình và các pháp diệt nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì đạt được cái không của các hữu tình và pháp nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì thông đạt các hữu tình và pháp đều chẳng phải ngã nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì thông đạt các hữu tình và pháp là không thể đắc nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì thông đạt sự viễn ly của các hữu tình và pháp nên tu hành bát nhã ba la mật đa. Này xá lợi tử các đại Bồ Tát, khi tu hành bát nhã ba la mật đa mà tương ưng với không là đệ nhất. Vì người nào tương ưng với bát nhã ba la mật đa thì rất đáng tôn kính, rất thù thắng, không ai sánh bằng. Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát tương ưng như vậy thì có thể phát sanh đại tử đại bi và vô lượng Phật Pháp khác nhờ công năng này mà hoàn toàn không có tâm tạp nhiễm về san tham phạm giới sân giận biếng nhác tán loạn ác huệ bấy giờ xá lợi tử bạch phật bạch thế tôn nếu đại bồ tát tương ưng với bát nhã ba la mật đa thì đại bồ tát ấy từ chỗ nào sanh đến đây từ nơi đây sẽ sanh về đâu Phật dạy tôn giả xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát tương ưng với bát nhã ba la mật đa, thì Đại Bồ Tát ấy từ cõi Phật khác mà sanh đến đây, hoặc từ trời đâu xuất mà sanh đến đây, hoặc từ cõi người mà sanh đến đây. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát tương ưng với bát nhã ba la mật đa, từ cõi Phật khác sanh đến đây, thì đại bồ tát ấy mau tương ưng với bát nhã ba la mật đa nhờ nhân duyên chuyển sanh này liền đạt được pháp môn vi diệu sâu xa một cách mau chóng từ đó về sau luôn được mau chóng tương ưng với bát nhã ba la mật đa sanh ra nơi nào thường gặp chư phật để cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi không sót vị nào này xá lợi tử nếu đại bồ tát tương ưng với bát nhã ba la mật đa từ cõi trời đâu xuất mà sanh đến đây thì Đại Bồ Tát ấy không bao giờ quên mất sáu ba la mật đa, nó luôn được hiện tiền. Đối với tất cả môn đà la ni, môn tan ma địa cũng không quên mất, luôn được hiện tiền. Này giá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát tương ương với sáu bát nhã ba la mật đa, từ cõi người sanh đến đây thì Đại Bồ Tát ấy không đắc bất thối chuyển, mà các tánh còn chậm chạp không tương ương với bát nhã ba la mật đa một cách mau chóng được. Đối với các môn đà lan,